Chào các bác nhé. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bác một cái loa độ chuyên đánh xẻ nhé. Độ đánh xẻ chuyên nghiệp, độ siêu chét các bác nhé. Để cho các bác nắm được thế nào là loa độ, và cái bộ loa độ thì có những cái gì, và giá tiền là bao nhiêu. Thì bây giờ như anh em chơi thì các bác thường biết là cái loại mà âm thanh tiếng chim sẻ ấy, thì nó hoàn toàn khác với âm thanh tiếng khác, là nó cần cái độ âm chét và âm trung nhiều hơn, âm bát là không cần. Khi các bác mà những cái loại loa điều khiển từ xa, hay là những cái loa mà có cái gọi là loa màng giấy như này này, loa bát màng giấy như này này, thì âm thanh nó rất là ồn, các bác sẽ đánh xẻ sẽ không hiệu quả. Đánh văn nghệ 1-2 con thì còn đánh được, chứ các bác đánh chuyên nghiệp mà ngày mấy chục con, trăm con thì đánh bằng cái loa này là không thể đạt được nhé. Để mà độ cho cái loa đánh xẻ thì có rất nhiều cách độ, thì lúc khác tôi sẽ làm video giới thiệu các cách độ cho các bác. Nhưng hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bác cách độ mà đạt được hiệu quả cao nhất, với âm thanh trung thực nhất, hay nhất, giống với tiếng xẻ nhất. Đó là độ cái con gọi là độ siêu chét các bác nhé. Siêu chét. Siêu chét ở đây thì bao gồm là một con chét thạch anh màng giấy, là con này. Con chuyên dụng là con thạch anh màng giấy này. Và kết hợp với một con chét thạch anh dây đồng, hay anh em còn gọi con này là con chét thạch anh đồng xung, hay là con thạch anh siêu chét nhé, gọi là con chét dây đồng đi. Thì hai con này nó kết hợp vào nhau thì sẽ cho ra một cái âm thanh chuẩn nhất, công suất đạt lớn nhất, tốt nhất cho các bác đánh xẻ nhé. Và cái cách làm cụ thể như nào ấy, thì tôi cũng sẽ có cái video hướng dẫn các bác chi tiết sau nhé. Nhưng hôm nay được giới thiệu với các bác thế nào là bộ loa độ siêu chét rồi nhé. Thì đây, khi các bác có nhu cầu mua loa độ và đánh xẻ thì sẽ làm trên cái nền là cái loa VKE898, thì độ ổn định nó cao nhất, công suất nó lớn nhất, nó đạt được nhất cho các bác nhé. Đây. Đây. Thì bây giờ khi làm như vậy ấy, thì là sẽ hàn một con chét màng giấy này cộng với một con dây đồng này, để cho nó kích hoạt cái con màng giấy này lên, nó đạt công suất lớn nhất, âm thanh trong nhất, thanh nhất. Và sẽ bóc con loa bát ra nhá, bóc loa bát ra ở ngoài các bác nhá, bóc loa bát này ra ngoài này, và sẽ lắp gọn cái này trong này, lắp vào trong này luôn. Cái này là lắp rồi nhá, khi bóc loa bát rồi thì rất là nhẹ, cái này đây chỉ khoảng 2 nặng rưỡi thôi các bác nhá, còn có hơn 2 nặng một chút thôi. Đấy. Thì như này là một cái loa độ âm thanh đánh xẻ, thì các bác nghe sơ này, tiếng nó rất là trong, rất là thanh nhá. Để mà độ lên loa đánh xẻ ấy, thì hiện tại bây giờ ấy, cái loa VKE các bác nhé, VKE898 phiên bản 2018, phiên bản mới nhất nhé, là phù hợp nhất. Tại vì cái loa này ấy, là độ ổn định nó cao, và nó có cái con IC công suất này này, con IC công suất nó lớn, nó có thể kéo được 3 chét như này, 3 cặp chét như này. Nếu mà các bác muốn đấu 3 cái xoay ra 3 hướng, có bình thường chỉ cần 1 cái thôi. Thế còn mấy cái loa mà loa 898 của điện sạc 5V ấy, con IC nhỏ hơn là sẽ không độ được các bác nhé, nó không kéo được. Và cái mẫu loa E76 mà mới về, lô hàng mới về gần đây ấy, thì nó cũng bóc mất con IC to rồi, không đạt công suất là cũng không độ được các bác nhé. Bây giờ tôi giới thiệu với các bác là độ trên cái loa này là hợp lý nhất. Với cái loa này là loa đời 2018, nó hay ở cái chỗ là đầu tiên nhé các bác nhé. Các bác bật nguồn lên này,
các bạn bật nguồn lên đấy thì loa nó sẽ không phát luôn nhá, loa nó không phát luôn mà nó chuyển sang chế độ tạm dừng PAOS để cho các bác điều chỉnh file. Ví dụ như các bác muốn chọn file số 8 chẳng hạn và muốn âm lượng số là bao nhiêu thì các bác chọn làm sao cho hợp lý. Khi các bác đã đưa loa lên trên sào rồi, các bác bấm vào đây thì nó mới chạy nhá. Đấy. Và một điểm đặc biệt nữa là cái loa này ấy, các bác không phải can thiệp bất cứ cái gì hết, nó chạy ấy, nó sẽ chạy ở cái chế độ là một bài duy nhất, không tự chuyển sang bài khác, thì các bác tránh được cái tình trạng bị nhảy mất file nhé. Đấy, nó sẽ chạy hết một bài và nó sẽ tự động quay lại lập lại. Còn các bác muốn next chuyển thì các bác ấn vào nút next ở trên tay điều khiển nhé. Và cái loa này là cái dòng loa có chức năng tắt nguồn trên tay điều khiển các bác nhé. Tắt nguồn trên tay điều khiển. Thì cái chức năng tắt nguồn trên tay điều khiển ấy thì các bác ấn và giữ nút vào đây khoảng 3 đến 4 giây thì cái loa này sẽ tự động tắt nguồn, có nghĩa là cái số này là sẽ mất hết này. Nha các bác nhé. Đây các bác này. Tắt nguồn này. Đấy, các bác thấy không? Nó tắt nguồn đây là nó mất hết số luôn. Để nó tiết kiệm pin nha các bác nhé. Đây loa có chức năng tắt nguồn trên tay điều khiển. Các bác mở nguồn lại, các bác ấn từ 3 đến 5 giây. Đây mở lại và sẽ hoạt động luôn nhé các bác nhé. Đây là phần giá của con loa độ này và phụ kiện độ ấy, thì là đầu tiên đấy là giá của con siêu check các bác nhé. Nếu mà các bác mua cái check này không, các bác có mua check này không này, thì giá là 120 nha các bác nhé. 120 là đã bao phí ship rồi. Các bác muốn về độ kiểu gì theo ý các bác thì các bác mua check này không. Rồi các bác mà muốn mua siêu check đã độ sẵn như này rồi nhá, là cái con thạch anh dây đồng này là thêm 15.000 này và thêm 15.000 tiền công hàn nữa là thêm 30.000 nữa thì sẽ là 150 này nhá các bác nhá. 150 này thì sẽ là bao phí ship nhanh cho các bác đi toàn quốc nhá, là con siêu check. Còn khi các bác mà mua loa độ, mua loa mà độ luôn siêu check ấy thì các bác sẽ được ưu đãi các bác nhá. Ưu đãi là tính cái bộ siêu check này là giá 100.000 cộng thêm một tiền loa. Và cái loa VKE898 này thì bên đơn vị chúng tôi đang cung cấp với cái giá là 550 nhá các bác nhá. Thì các bác thêm cái bộ siêu check này 100 nữa là 650 và sẽ bao phí cho các bác đi toàn quốc. Và cái loa bát này này, cái loa bát bóc ra này thì sẽ bỏ vào cái bộ loa và gửi trả cho các bác luôn. Sau này các bác mà đánh cuốc, đánh bịp các bác cần dùng cái loa bát này thì các bác hàn lại và các bác lại dùng tiếp nhá. Tiếp tục dùng. Thì đấy là cái giá công khai của cái bộ loa độ và loại siêu check để các bác chuyên đánh rẻ nhé. Đây là cái giá công khai, là các bác mua hàng thì xem kỹ video để nắm được giá cho tiện thể mua hàng nhé. Nếu các bác mua hàng thì các bác chỉ cần liên hệ trực tiếp với các đầu số của shop thì sẽ có nhân viên nghe điện thoại tư vấn và trả lời các bác nhé. Các bác xem kênh trên YouTube của shop, vui lòng đăng ký kênh để các bác cập nhật được những video mới mà shop giới thiệu. Sau tôi sẽ đăng tải những video hướng dẫn cụ thể cho các bác cái cách câu, cái cách hàn cái loa check siêu check này như nào nhé, và cách làm cụ thể bộ loa độ như nào nhé. Tôi sẽ có video hướng dẫn cụ thể cho các bác. Thì hôm nay là giới thiệu với các bác cái loại loa độ nhé, loa độ siêu check cho các bác đánh sẻ chuyên nghiệp, âm thanh rất là tốt nhé. Rồi xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhé.